Oscar và đội Bonnie Tailgirl nha. Của Thiên Long Phát Khiền giải Ngũ Long Tranh Bá. Vô. Chơi vậy đấy. Mọi người coi nó kìa. Ơi quên. Tôi rồi, bắt đầu. Để coi cái hồi nãy cái khung khung chat mình có giờ ra chưa. À, mình không có giờ ra được nha mọi người. Giờ ra thì bị lộ chiến thuật hết á. Rồi bắt đầu nha mọi người. Giải này là 5vs5 nha. Hối Ca và Bonnie Tailgirl bây giờ là đội của Bonnie Tailgirl, năm bạn đang tiến lên. Đội Hối Ca đang ôm một cục lại. Vãi đái đang đánh mà đợi AD đợi em đi ỉ cái. Chơi đủ. Giỡn hoài. Rồi bây giờ là thành viên Bonnie của mình đã dùng cho mình cho thần chiêu thần thụ rồi. Bây giờ là Dr. Khánh 95 đang xả sát thương. Một nhân vật đầu tiên nó nằm xuống là Thủy Long. Huyền Long đang còn rất là thấp máu. Độc Long thì đang bị dồn và đang bị khóa lại. Thành viên Kaito cũng đã nằm xuống. Bên kia thì mấy bạn đang thấp máu nhưng mà vẫn chưa ai nằm xuống cả. Rồi có vẻ như Buddy này héo hết rồi mọi người ơi. Chơi được. Ok rồi, xin chúc mừng đội Bonnie Tailgirl đã giành được chiến thắng đầu tiên của mình. Ok.